Cho tớ hỏi cậu một câu được không? Tại sao cậu lại quyết định theo đuổi ngành ngôn ngữ Anh thế? À thì tại vì tớ có đam mê rất lớn với ngôn ngữ và văn hóa các nước nói tiếng Anh. Nhưng mà để tớ bật mí cho cậu một điều nhé. Ngôn ngữ Anh không phải là lựa chọn đầu tiên của tớ đâu. Thật á? Thế lựa chọn đầu tiên của cậu là gì vậy? À, thực ra thì đam mê lớn nhất của tớ là ngành khoa học máy tính. Tớ thích ngành này từ nhỏ cơ, nhưng mà tiếc là tớ không có cơ hội để theo đuổi nó. Tại sao vậy? Thì cậu biết rồi đấy, bố mẹ tớ đều là giáo viên và họ đều tốt nghiệp từ trường đại học ngoại ngữ. Nên khi tớ đề xuất nguyện vọng muốn theo ngành khoa học máy tính tại đại học FPT thì họ đều không tán thành. Và bố mẹ tớ thì chỉ muốn tớ trở thành một giáo viên hoặc là theo đuổi ngôn ngữ Anh để trở thành dịch giả thôi. Ôi, thật vậy à? Ừ thì mọi chuyện là vậy đấy. Cậu biết không, hồi chọn trường ấy, sau khi biết điểm thi, tớ đã đọc rất nhiều bài viết về ngành khoa học máy tính. Lúc đó ước mơ lớn nhất của tớ là được một lần đặt chân đến thung lũng Silicon ấy, ở Mỹ. Nhưng mà cuối cùng thì tớ vẫn đi theo nguyện vọng của bố mẹ và tớ đã chọn trường đại học ngoại ngữ. Đến bây giờ thì thực sự tớ cũng không hề hối hận một chút nào cả. Và năm sau tớ dự định sẽ học bằng kép tại đại học công nghệ đấy. Wow, vậy à? À, tớ chúc cậu may mắn nhá. À, nhắc đến ngành khoa học máy tính, hình như ngành này không được nhiều phụ nữ theo đuổi đúng không? Ừ đúng rồi, đã có hẳn một bản phát thanh trên trang web mà tớ giải thích cho việc này nữa cơ. Không biết là cậu đã nghe nói chưa? Nó là một câu chuyện ở Mỹ nhưng mà cũng khiến chúng ta chất vấn lại xã hội của đất nước mình đấy. Bản phát thanh à? Có phải tiêu đề của nó là When Women Stop Coding không? Ở trên trang web của NPR. Đúng rồi đấy. À, quả thực nó là một bản phát thanh rất chất lượng nhỉ. Nhờ có nó mà tớ đã biết được nhiều hơn về ngành khoa học máy tính. Đặc biệt là tại sao tỷ lệ nữ giới trong ngành này ở Mỹ không những ít mà còn không tăng lên. Đúng đấy, nó thực sự là một bản podcast rất là bổ ích luôn. Này, tớ có một ý tưởng đấy, chúng ta hãy kể cho các thính giả về podcast này đi. Sao lại không chứ? Hãy bắt đầu thôi nào. Trong tập phát sóng ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện về vai trò của phụ nữ đối với khoa học máy tính và điều gì đã làm cho họ ít quan tâm tới ngành này. Và câu chuyện của chúng tôi được chuyển thể từ bản phát thanh số 576 của National Public Radio. Và chúng tôi cũng sẽ liên hệ câu chuyện trên vào bối cảnh của Việt Nam. Tôi là Thu. Còn tôi là Việt. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong số phát sóng lần này nhé. Chúng ta đều biết, khoa học máy tính ngày nay là một ngành nam giới đóng vai trò thống trị. Và hãy thử nghĩ đến những người nổi tiếng trong ngành mà bạn biết. Mark Zuckerberg, Bill Gates và Steve Jobs tất cả đều là nam giới. Tuy nhiên thì theo đài phát thanh công cộng Mỹ NPR, những người tiên phong trong lĩnh vực máy tính, những lập trình viên đầu tiên của Mỹ đa số là phụ nữ. Trong nhiều thập kỷ thì số lượng nữ giới theo học ngành máy tính nhiều hơn nam giới. Là một đại diện cho phái nữ trong ngành khoa học máy tính mà chúng ta không thể không nhắc đến là Elsie Schatz. Elsie là một nhân vật quan trọng trong những ngày đầu tiên của ngành lập trình. Bà thành lập công ty Com Inc. vào năm 1958. Đây là một trong những công ty phần mềm đầu tiên trên thế giới và nhân viên hoàn toàn là nữ giới. Công ty Com Inc. của Elsie đã thực sự rất thành công. Họ ký hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ, công binh lục quân Hoa Kỳ, chương trình nghiên cứu không gian của Hoa Kỳ và tạp chí Business Week đã viết một bài rất dài về họ. Tuy nhiên thì theo thời gian, số lượng phụ nữ tham gia vào ngành khoa học máy tính đã có những biến động đáng kể. Bản phát sóng số 576 của NPR có đưa ra một biểu đồ so sánh tỷ lệ những người phụ nữ học ngành khoa học máy tính với tỷ lệ phụ nữ theo học các ngành y khoa, luật và khoa học vật lý. Và theo như biểu đồ thì trong những năm đầu của thập niên 60, tỷ lệ phụ nữ tham gia các ngành này chỉ chiếm một vài phần trăm. Đến thập niên 70 thì con số này đã tăng lên 1/4 và đến những năm đầu của thập niên 80 thì con số này đã tăng đến hơn 1/3 trong tất cả các lĩnh vực. Sau đó thì tỷ lệ phụ nữ theo học các ngành y khoa, luật và khoa học vật lý vẫn tiếp tục phát triển, trong khi đó tỷ lệ nữ giới học ngành khoa học máy tính bắt đầu đi xuống. Và sau đó, về cơ bản thì nó sụt giảm mạnh. Mốc thời gian đánh dấu cho sự biến động này là năm 1984. Vậy điều gì đã xảy ra vào năm 1984? Đó quả thực là một câu hỏi rất khó. Steve Hand, nam MC của bản podcast này, đã thực hiện một số nghiên cứu để tìm ra câu trả lời. Khi đưa mình quay trở lại vào năm 1958, anh ta nhận thấy các chương trình học về khoa học máy tính không đặt ra bất kỳ khó khăn nào với các nữ sinh, không có âm mưu nào chống lại họ và cũng không hề có biển hiệu nào dán trên cánh cửa nói rằng các cô gái hãy tránh xa. Để cố gắng tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra thì chúng ta hãy đến thăm một lớp học về khoa học máy tính vào khoảng thời gian này. Đó là năm 1984 tại trường Johns Hopkins, lớp nhập môn về máy tính siêu nhỏ. Một trong những sinh viên trong lớp đó là Patty Ordonez. Patty chính là kiểu người mà bạn nghĩ rằng sẽ theo học chuyên ngành khoa học máy tính. Cô ấy nói rằng từ khi còn nhỏ thì cô đã là một sinh viên học giỏi toán. Và ở trường trung học thì các bạn trong lớp gọi cô ấy là thiên tài toán học. Và khi lên đại học thì
cô đã nghĩ mình sẽ theo hành khoa học máy tính. Tuy nhiên, kinh nghiệm học tập của cô ấy đã khá là bi đát. Và vào buổi đầu tiên của môn học máy tính tầm trung thì cô đặt một câu hỏi cho một vị giáo sư. Ông ta ngừng giảng, nhìn cô chằm chằm và nói rằng đáng lẽ em phải biết điều này rồi chứ. Odonis hồi tưởng, lúc đó tôi nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ học tốt ngành này được. Cô đã chật vật trong lớp về khoa học máy tính đó. Cuối cùng cô đã thay đổi chuyên ngành của mình. Và cô gái giỏi toán của trường trung học ngày nào cuối cùng lại là một sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ. Và trái ngược hoàn toàn so với những trải nghiệm của Odonis, một cậu bạn cùng lớp tên là Lee Van Dorn lại cảm thấy lớp học đó rất dễ với anh ấy. Lý do là vì khi vào học, anh đã lập trình trong nhiều năm. Và theo lời kể của Odonis, anh ta lúc nào cũng làm việc trên máy tính và anh ta có vẻ rất yêu máy tính của mình. Vì vậy, khi học đại học, anh ấy học xuất sắc các lớp về khoa học máy tính, anh ấy học rất là giỏi. Và đây là một trong những thay đổi lớn xảy ra vào năm 1984, chính là khi đường trên biểu đồ bắt đầu đi xuống, bắt đầu có sự phân biệt giữa những người có máy tính và những người không có máy tính. Vào năm 1984, bạn không thể học tốt chương trình khoa học máy tính nếu bạn không có một chiếc máy tính ở nhà. Lee có một máy tính ở nhà nhưng Patty thì không. Điều này thì cũng giống như việc Lee đã theo một lớp học điều kiện tiên quyết bí mật còn Patty thì chưa. Tuy nhiên, lý do khiến cho tỷ lệ phụ nữ tham gia vào ngành khoa học máy tính giảm đáng kể không chỉ đơn thuần là do sự ra đời của máy tính cá nhân, và vấn đề nằm ở những cách mà máy tính cá nhân được quảng bá. Vào thập niên 80, thị trường máy tính cá nhân cực kỳ sôi động. Một số quảng cáo kinh điển có thể kể đến là quảng cáo chiếc máy tính màu hiệu Radio Shack TRS 80, quảng cáo máy tính của Apple hay quảng cáo máy Commodore 64. Các quảng cáo này thì ngoài thứ âm nhạc sành điệu của thập niên 80 chỉ tập trung vào các chàng thanh niên và bé trai. Trong đoạn quảng cáo máy Commodore 64 có một cậu nhóc lập dị 12 tuổi ngồi làm việc ở máy tính và cậu đưa ngón tay chào máy quay. Trong hầu hết các đoạn quảng cáo mà tôi vừa nhắc đến thì nhân vật chỉ toàn là nam giới. Vào đầu thập niên 80, khi máy tính mới xuất hiện thì chúng không có nhiều tính năng. Tuy nhiên có một tính năng giúp các máy này bán chạy, đó là người dùng có thể chơi các trò chơi ở trên máy tính. Do đó, các cửa hàng quảng cáo các loại máy tính này cho trẻ em như là một thứ đồ chơi. Và giống như với các loại đồ chơi khác, quảng cáo chỉ hướng tới một giới tính. Và theo như Jane Margulis, một nhà nghiên cứu giáo dục học đến từ Đại học California của Los Angeles, các cậu bé có xu hướng chơi với những món đồ chơi của chúng nhiều hơn. Và thật khó để biết liệu điều này là do các nhà sản xuất máy tính và các công ty quảng cáo của họ phân biệt giới tính, hay là do họ có dữ liệu cho thấy các cậu bé là thị trường mục tiêu tốt hơn. Nhưng mà dù nguyên nhân là gì đi nữa, thì chính hành vi này lại càng làm phân biệt giới tính trở nên rõ rệt. Để rõ hơn về sự phân biệt đối xử trong việc quảng bá hình ảnh máy tính cá nhân, hãy lắng nghe một câu chuyện của Jane. Khi phỏng vấn Lily, một trong những học sinh yêu thích máy tính của trường trung học, Jane đã nhận được câu trả lời rằng mặc dù Lily rất thích máy tính, nó lại được đặt trong phòng của anh trai cô bé. Jane cũng đã phỏng vấn tất cả các sinh viên học ngành khoa học máy tính ở Carnegie Mellon và câu chuyện của Lily là một câu chuyện thường gặp. Một sinh viên khác kể về việc cô bé phải nhờ anh mượn anh trai chìa khóa để mở phòng, sử dụng máy vi tính vì phòng đã bị khóa, không cho cô bé có thể sử dụng. Đáng buồn là Jane không được nghe bất kỳ câu chuyện nào ngược lại. Không có chuyện nào về việc các bé trai phải mượn chị gái mình chìa khóa để sử dụng máy vi tính vì nó bị khóa trong phòng của chị. Và nói tóm lại, thông điệp quảng cáo máy tính là thứ dành riêng cho nam giới đã dần trở thành một quan niệm phổ biến trên khắp nước Mỹ. Và nam giới dần chiếm ưu thế trong ngành khoa học máy tính vì từ nhỏ họ đã được tiếp xúc nhiều với máy tính. Trong khi đa số các bé gái coi đây là loại đồ chơi không phù hợp với giới tính của mình, chính quan niệm này đã càng ngày càng đẩy xa phụ nữ khỏi ngành máy tính kể từ năm 1984 định mệnh đó. Và trầm trọng hơn nữa thì càng về sau, rất nhiều các bộ phim, cuốn sách đã gây sức ép nặng nề cho việc tham gia vào ngành khoa học máy tính của nữ giới. Năm 1984, Steve Levy, nhà báo công nghệ huyền thoại, xuất bản cuốn sách Hackers, người hùng của cuộc cách mạng máy tính. Tất cả mọi anh hùng đều là nam giới. Và đây là một câu nói về phụ nữ, trích từ cuốn sách. Bạn biết đấy, có những chương trình không hiệu quả và lãng phí khủng khiếp, giống như là phụ nữ vậy. Chúng tiêu tốn quá nhiều chu trình và chiếm quá nhiều không gian bộ nhớ. Sau đó, một trong những hacker đã hỏi, làm thế nào bạn có thể chịu đựng được sinh vật không hoàn hảo đó? Và trong nghiên cứu của mình ở Carnegie Mellon, Jane thấy rằng một nửa số nữ sinh học ngành khoa học máy tính đã bỏ dở chương trình giống như Patty. Và điều này ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Nghiên cứu của Jane đã đưa ra một kết quả đáng chú ý, đó là trong số những nữ sinh bỏ học thì có rất nhiều người là sinh viên giỏi. Hơn một nửa trong số đó được liệt kê trong danh sách sinh viên được trưởng khoa khen thưởng. Tuy nhiên, Jane cũng đã tìm được một cách để ngăn chặn, đảo ngược xu thế này và đưa các nữ sinh trở lại. Cô đã bắt tay thực hiện nghiên cứu với Alan Fisher,
lúc đó là trưởng khoa của ngành khoa học máy tính ở trường đại học Carnegie Mellon. Cả hai đã sử dụng những kết quả nghiên cứu của mình để điều chỉnh chương trình, để trao cho các cô cái cơ hội bù đắp lại những khoảng thời gian họ đã bỏ phí trong khi các cậu bé được nghịch ngợm máy tính trong phòng ngủ. Carnegie và Mellon đã cung cấp một khóa học nhập môn cho những sinh viên không có nhiều cơ hội sử dụng máy tính một cách không chính thức trước đó. Họ bắt đầu chú ý nhiều hơn đến việc giảng dạy. Sự thay đổi này đã có hiệu quả và chỉ trong vòng 5 năm, ngôi trường đã thay đổi hoàn toàn. Tính đến năm 2000 thì 42% sinh viên khoa học máy tính tại Carnegie Mellon là phụ nữ và tỷ lệ bỏ học của nam sinh và nữ sinh gần như bằng nhau. Ở các nơi khác trên toàn quốc thì các trường khác cũng làm những điều tương tự và đều thành công. Và đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ về phụ nữ và ngành khoa học máy tính ở Mỹ. Để tiếp tục chương trình, hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về vị thế của phụ nữ Việt Nam đối với ngành khoa học máy tính và công nghệ nhé. Trước khi đi vào phần này thì mình xin được phép so sánh một chút giữa hai ngành, công nghệ thông tin và khoa học máy tính. Khoa học máy tính là ngành dành cho tất cả những cá nhân đam mê lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ thông tin. Với ngành khoa học máy tính, sinh viên sẽ được trang bị một nền tảng kiến thức rộng lớn và sâu, bao gồm cấu trúc máy tính, hệ điều hành, ngôn ngữ lập trình, phần mềm và phần cứng. Còn công nghệ thông tin thì đơn giản hơn, đây là ngành sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền và thu thập thông tin. Đặc biệt hấp dẫn với những ai đam mê công nghệ và mong muốn được tiếp cận sớm nhất với những thành tựu công nghệ tiên tiến. Và ở Việt Nam thì còn có rất nhiều phụ huynh và sinh viên không phân biệt được sự khác nhau giữa hai ngành này và coi đó là một. Nói một cách đơn giản hơn thì khoa học máy tính là lĩnh vực chuyên về nghiên cứu và phát triển hệ thống máy tính, còn công nghệ thông tin là ngành học chuyên sử dụng và ứng dụng những công nghệ đó vào thực tế cuộc sống. Vậy tỷ lệ phụ nữ Việt Nam tham gia vào hai ngành này có gì đáng chú ý không? Và câu trả lời là có, nó khá là ảm đạm. Và tôi tin Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất có lực lượng lao động nữ trong ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin thấp. Khi nghiên cứu về vấn đề này thì tôi đã ghi lại được những con số cho thấy lao động nữ ngành công nghệ thông tin thực sự lép vế trước đồng nghiệp nam. Theo báo cáo nhân sự của 11 công ty công nghệ lớn nhất thế giới như Intel, Microsoft và Samsung, tỷ lệ nữ giới làm việc tại những công ty này chỉ chiếm khoảng 30%. Liên quan đến ngành khoa học máy tính thì mặc dù không có những con số cụ thể, các chuyên gia cũng nhận xét rằng thật sự là có quá ít sinh viên nữ theo đuổi ngành này. Vậy điều gì đã khiến cho nữ giới ở Việt Nam ít gia nhập thị trường lao động của ngành công nghệ thông tin và khoa học máy tính đến như vậy? Tôi đoán rằng nhiều thính giả đã biết lý do tại sao rồi. Theo tôi, sự thiếu vắng của nữ giới ở Việt Nam trong ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin dường như xuất phát từ những định kiến xã hội, những suy nghĩ cá nhân chứ không phải là do năng lực hạn chế của họ. Ừ, tôi cũng có cùng suy nghĩ với Việt. Và nói về định kiến thì hãy nhìn trường hợp của bản thân tôi. Mặc dù tôi rất thích ngành khoa học máy tính và muốn theo đuổi ngành đó, nhưng mà bố tôi thì lúc nào cũng nói là con gái mà theo ngành này thì khó xin việc lắm con ạ. Và bố muốn con theo nghiệp của bố mẹ cơ. Và thú thật nhá, mỗi khi nghe xong câu đó là tôi rất là chạnh lòng. Dù gì thì nó cũng là ước mơ của mình mà. Ừ, thì tớ cũng thông cảm với cậu mà. Và quay trở lại về ngành công nghệ thông tin và khoa học máy tính ở Việt Nam, thì xét cho cùng, nước mình cũng không phải là quốc gia duy nhất có sự thiếu hụt về nữ giới trong làm công nghệ nhiều đến như vậy. Còn rất nhiều các quốc gia khác cũng đang phải đối mặt với vấn đề này. Ví dụ như là Pháp, Canada, Mỹ hay là Úc. Bên cạnh đó, hiện nay ở Việt Nam cũng đã có những chương trình hoạt động hướng đến việc giúp cho phái nữ năng động hơn trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ. Tọa đàm nữ giới với công nghệ là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Microsoft Việt Nam, tổ chức giúp cho các bạn nữ sinh nhận thức rõ hơn về vai trò cũng như tầm quan trọng của người phụ nữ hiện đại trong thời đại mới, thúc đẩy quá trình bình đẳng giới. Và theo như tôi được biết thì Microsoft Việt Nam đã trao tặng rất nhiều suất học bổng Microsoft U Spark cho các bạn nữ sinh theo học ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin, đặc biệt là những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng với mức hỗ trợ 600 USD một sinh viên một năm để nhằm động viên, khuyến khích những sinh viên thể hiện tài năng, sự đam mê và quyết tâm theo đuổi ngành này. Và vào năm 2016 thì Microsoft cũng ra mắt chương trình Make What's Next và cổng thông tin điện tử www.makewhatsnext.com để chia sẻ các tài liệu về công nghệ, khoa học máy tính cho nữ giới, giáo trình cho giảng viên. Và thông qua các hoạt động cá nhân và kiến thức tài nguyên trực tuyến thì nữ giới sẽ có cơ hội học hỏi kiến thức lập trình, học hỏi các kiến thức, truyền cảm hứng từ câu chuyện thành công của những người phụ nữ làm việc trong ngành công nghệ. Vừa
rồi là phần cuối cùng trong số phát sóng lần này của chúng tôi. Và có thể nói rằng trong bối cảnh mà ngành công nghệ thông tin và khoa học máy tính đang được thống trị bởi nam giới, thì việc cân bằng tỷ lệ nam nữ trong các ngành này quả thực là một vấn đề gây tranh cãi. Thực sự thì điều này có phải là một bài toán khó giải quyết hay không? Với nhiều người, đây có thể là một phân phối tự nhiên và hợp lý. Chúng tôi chỉ muốn gợi ý rằng hiện tượng mất cân bằng nam nữ trong khoa học máy tính và công nghệ thông tin không phải là tự nhiên mà diễn ra, mà là do những quan niệm kiến tạo xã hội hạn chế cơ hội cũng như khả năng của người phụ nữ. Chúng tôi tin rằng những nỗ lực để đem lại sự bình đẳng về cơ hội cho mọi người là có ý nghĩa. Vậy các bạn thính giả, những người đang theo dõi chúng tôi, các bạn có những đóng góp hay sáng kiến gì về vấn đề này không? Nếu các bạn quan tâm thì hãy gửi ý kiến của mình qua địa chỉ hòm thư của chương trình internationalstudies.ulis@gmail.com nhé. Và chúng tôi rất mong chờ được những phản hồi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.